thông điệp đưa ra rất ngắn gọn, thì đây người ta so sánh thì là hai từ, là một là thấu hiểu, hai là cảm thông. Thế thì thường ví dụ như ở đây người ta nói một cái ví dụ như là cảm thông này, thì đây đưa một dạng ví dụ này. Có một lần tôi đang nói chuyện với một đồng nghiệp về danh sách khách hàng tiềm năng mà cô ấy cần để liên hệ vào ngày hôm đó. Cô ấy đang giải thích danh sách dài bao nhiêu đó và nó khiến cô ấy căng thẳng như nào. Anh này nói với cô ấy rằng là ít nhất ông chủ tin tưởng rằng bạn có thể hoàn thành công việc, nếu không thì tại sao mới giao tất cả cho bạn. Tôi đã nghĩ rằng mình đang tử tế như là một người đồng chí, trong khi thực sự điều này chẳng khiến cho cô ấy cảm thấy khá hơn chút nào. Tức là ở đây chúng ta đang giao tiếp với cô này theo một, chúng ta sử dụng cái cụm từ là ít nhất ông chủ là tin tưởng cô và giao cho cô. Thì ở đây nó là sự gì? Cảm thông thôi. Cảm thông với cái tình huống của cô ấy, nó chưa đến mức độ thấu hiểu. Thế thì thấu hiểu như thế nào? Đáng lý rằng anh này nên nói rằng gì? Thật tình tôi không biết phải làm công việc đó như thế nào, nhưng tôi rất vui vì bạn đã tin tưởng và nói chuyện đó với tôi. Tôi có thể không có giải pháp, nhưng tôi ở bên cô ấy và ở đó vì cô ấy. Có thể trong một cái tình huống nào đấy, các anh chị không có giải pháp gì cho giúp người ta cả, nhưng mà cái cách mình giao tiếp, cái cụm từ mình hay sử dụng, thật tình tôi không biết nói gì, nhưng tôi rất vui vì bạn kể chuyện đó. Tức là mình không có giải pháp gì cả, trong cái tình huống đó mình cũng bế tắc luôn, nhưng mà chỉ cần một cái câu nói được thôi. Nó giống như một cái điểm tựa, nó giống như một cái sự kết nối. Trông có vẻ rất đơn giản các anh chị. Ở cái giao tiếp rồi phải nói làm nhằm những thứ, trong người ta đang trong cái hoàn cảnh rất là khó, người ta cần một cái giải pháp, nhưng mà mình không có giải pháp thì sao? Thì mình chỉ cần ở bên thôi, đúng không? Và mình nói cho họ biết rằng là mình rất vui vì trong những cái hoàn cảnh như vậy, cô ấy đã tin tưởng mình, cô đã kể cho mình, cô đã tâm sự với mình, hay anh ấy đã kể cho mình, anh ấy đã tâm sự với mình. Chỉ cần như vậy thôi, rất đơn giản, đúng không? Chứ còn như hôm kia thì lúc đầu thì hôm kia thì nghĩ rằng à, hôm nay là ít nhất, chúng ta nghĩ là nghĩ rằng là đang hưởng ứng, là ít nhất tức là ông chủ tin tưởng, tức là đang ray người ta lên. Thế thì từ đây thì ta cũng có một cái kết luận là gì? Sự thật là hiếm khi sự thừa lớn làm cho tình hình tốt lên. Nó lại khác như thế, đúng không? Trong lúc như thế mình cứ ray người ta lên và úi dụng. Đi thi về ba điểm cũng úi dụng, con học giỏi mà cũng cứ cố lên, đúng không? Mình tưởng là nó ngon nhưng không phải, làm cho tình hình tốt lên không cố lên. Và điều thực sự làm cho mọi thứ tốt hơn chính là kết nối. Làm sao mình kết nối mọi người? Mình phải đồng cảm, thấu hiểu, đặt mình vào tình huống đấy để mình kết nối, chứ không phải mình trong cái tình huống này mình phải vừa hứng. Vừa hứng là bảo ôi mày giỏi xếp với sao? Mày được xếp tin tưởng thế thì cố lên đấy. Đúng không? Thay vì cái tự mi thì bị giao nhiều công việc quá đấy, các anh ở đây không biết cách nào, anh bây giờ chả biết là làm như thế nào, nhưng mà anh ở đây với em, đúng không? Anh trả đây với em chắc cùng làm thế đó, là mình kết nối được, mặc dù hai người chưa biết cách làm nào đấy. Thì cái để thấu hiểu được người ta là mình cùng họ, chứ không phải là mình đưa ra giải pháp của mình. Bởi vì trong những cái lúc đấy là không có giải pháp, mà mình càng tưởng mình thông minh, mình tưởng mình thấy là mình càng đưa ra là càng dối, người ta càng đưa ra là người ta càng không thấy khá hơn, thậm chí chạy đi. Thế thì trong những cái tình
và cái đấy nó ăn miếng không? Anh muốn cho thấu hiểu được thì đi tán gái thì có một mẹo đấy thôi, không? Cô kia bảo mẹ em mổ bây giờ không biết lấy tiền đâu, bây giờ mà không có tiền thì không mổ gì chết. Thế thì anh này thì cũng không có tiền, không? Bây giờ là anh bảo sao? Thật tình là lúc này anh không biết là làm thế nào. Đó, nhưng mà anh rất vui là em được tâm sự và kể ra như này, và anh sẽ cùng em, không? Ta cùng tìm người đó. Ok, thế là năm điểm rồi, chứ không phải bỏ. Để anh vay. Lúc đầu là bỏ tôi để anh vay, mẹ gọi điện vay mãi không được. Xong bỏ tôi từ từ, không? Xong lại ra cắm cái xe. Đấy không phải là cách em. Là trong những tình huống như vậy chúng ta phải tìm được sự kết nối. Thế thì chúng ta cứ nói đến thông hiểu. Thế thông hiểu là cái gì? Cũng như lúc đầu chúng ta trao đổi về trí tuệ cảm xúc, nó là cái gì? Nó phải cụ thể, đúng không? Thế thì thấu hiểu nó có bốn cái đặc trưng này. Nếu như mình không đặt mình vào góc nhìn họ, là mình không thể thấu hiểu. Không, người ta đang ốm thì không muốn ăn gì nữa, mẹ cứ đè vào như con mua cửa bò về mình chơi không ăn, bố đổ đi giờ. Nó ốm đâu chứ cảm gì đâu. Thế thì mình sẽ không thấu hiểu, mình không đặt mình vào góc nhìn của họ thì mình sẽ không thấu hiểu. Mà chúng ta hay bị cái này nhất các anh chị ạ. Nghĩa của nó là đứng ngoài phán xét, chứ còn mình phán xét thì đây là nếu chúng ta phán xét là chúng ta không bao giờ thấu hiểu được. Nếu mình phán xét tức là mình bảo thằng ấy nó dốt lắm, vì thế là đúng rồi thì sao mà thấu hiểu được, đúng không? Mình phán xét là mình đã có phán xét, có cái tư duy phán xét là mình chắc chắn mình không thấu hiểu. Và hai cái đặc trưng của cái sự thấu hiểu. Thứ ba là nhận biết cảm xúc của người khác và giao tiếp với họ. Chúng ta bảo thấu hiểu nhưng mà chúng ta chả biết người ta đang vui hay đang buồn, chả biết người ta đang khóc hay đang cười, chả biết người ta đang giận dữ hay đang kinh tởm hay đang ghê sợ hay đang vui vẻ. Chúng ta không nhận biết được. Và quan trọng là chúng ta phải giao tiếp với họ. Nhiều anh chị ở đây là không giao tiếp thì đoàn thấu hiểu, đúng không? Không mời em đi cà phê thì sao mà thấu hiểu được em đi mà tán đổ cứ nhìn không, đúng không? Phải giao tiếp nhỏ. Nếu mà chúng ta có ôi rồi anh hiểu em lắm nhưng mà chả nói câu nào là không đạt. Kết nối điều với điều gì đó cho chính bạn để biết cảm giác của người khác. Mình phải chút kết nối cái gì bên trong mình. Kết nối ví dụ như kết nối cái sở thích, đúng không? Kết nối cái tư duy, kết nối cái quan điểm, kết nối cái định hướng, kết nối cái gì đó với họ thì mình mới có thể thấu hiểu được. Thế thì thiếu một trong bốn cái yếu tố này chắc chắn là không. Không nào hay phán xét thì cũng chẳng bao giờ được vậy. Mà Việt Nam hay lắm các anh chị, để mấy một cuộc họp giao ban hoặc một cuộc họp gì ở các công ty đó. Ông họ vừa nói cái ông kia nhảy vào nói này. Nhảy mà không phải đi ý kiến khác mà nhảy vào ý kiến của ông kia. Đó. Đúng sai là phán xét rồi đấy, đúng không? Ví dụ ông Tùng dạy dở thì phán xét ông Tùng dạy dở ngay thôi, ông dạy đi thay vì ông phán xét thôi, ông dạy đi, đúng không? Tư duy phán xét thế thì không bao giờ thấu hiểu được, không đạt mình nó nhìn người khác, không nhận biết cảm xúc, không giao tiếp, không kết nối. Bạn đã
nó cũng một cái này rất hay. Thấu hiểu là nó cải thiện mối quan hệ, còn cảm thông là nó xua đuổi những mối quan hệ. Mình cảm thông tức là mình dần dần nó cảm thấy lại. Mình có bao giờ muốn gặp lại những người đấy đúng không? Ta cảm thông của tôi thế ông tội quá thì cho ông này, lần sau muốn ông đến thì cho thế không? Đúng không? Tức là cái cảm thông thì giống kiểu như mình thương hại, mình xua đuổi mối quan hệ. Còn cái thấu hiểu là nó cải thiện mối quan hệ. Thế thì các anh chị có nên dùng cái này không? Không nên, đúng không? Cảm thông tức là mình đang dùng một cái gì đấy đó. Tuy là nó có bài có kiểu thôi nhưng mà nó đâu đó chia sẻ, chia sẻ mà tức là không cả không là cái anh có việc đáng lẽ cái sự kiện này anh phải đến nhưng mà do nhà có việc tôi cảm thông với anh nhưng mà thực sự là tôi muốn anh đến đúng không? Thế thì cứ cảm thông mãi thì sống lâu thôi. Sao hôm nay cũng lắm cái thứ để mình cảm thông, có muốn không? Không muốn, thực tế mình muốn vào đấy, không muốn cảm thông ngoài. Rồi chúng ta sang phần cuối là đánh giá. Thế thì ở đây có hai thứ chúng ta phải test lại, bài học hôm nay chúng ta đã thực hiện rồi đúng không? Tôi nhắc lại là bốn từ thuộc về trí tuệ cảm xúc, cái thứ hai là cái ba cái cấp độ giao tiếp, thứ tư là năm cái chiến lược về điều chỉnh cảm xúc. Chúng ta chỉ sử dụng cái đấy và bây giờ chúng ta sẽ test lại xem là cái trí tuệ cảm xúc của chúng ta đầu khóa học và sau khóa học. Cái đầu tiên chúng ta test về cái năm cái chiến lược đấy. Cái thứ hai là chúng ta test về cái EQ chúng ta nó thay đổi như nào so với lúc sáng. Thank you.
câu 1 này là tức là chiến lược điều tiết cảm xúc tập trung vào cái phản hồi, tức là tập trung vào cái diễn đấy. Câu 1 tập trung vào chỗ tức là chiến lược này, chiến lược diễn đấy. Hai cái này cái câu hỏi nó sao nó trùng nhau liên tục. Cái số 1 thực hiện kiểm tra về chiến lược, điều chỉnh cảm xúc với thực hiện tự đánh giá trí tuệ, hai này sao không có hỏi giống hệt nhau? Giống nhau chứ, hai cái nó chỉ thay đổi thứ tự thôi. Nguyên bộ câu hỏi y chang mà nó chỉ có thay đổi thứ tự với nhau thôi. Thank you.
thay vì năm chiến lược thì diễn xuất bên ngoài trong này nó lại thay dùng một cái từ là biểu lộ cảm xúc, là chính là liệt. Đúng rồi, đúng rồi. Chúng ta sẽ hết luôn hàng cái gì mà biểu lộ ra bên ngoài hay là gì hết. Dùng cái từ rẻ thì nó đơn giản là gì. Thật là biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài. Sáu rồi. Ai chưa hoàn thành không? Thế thì các anh chị lướt qua nhá. Ở đây chúng ta có 30 câu hỏi. Nhìn sơ cái biểu đồ này thì đa số là chúng ta đã nghiêng. Lúc trước đây chúng ta nghiêng về nửa bên này, tức là nửa bên cái trí tuệ cảm xúc thấp. Và sau khóa đào tạo thì chúng ta thấy đa số các cái đánh giá của anh chị là nghiêng về nửa bên tăng cường trí tuệ cảm xúc. Ví dụ như cái đầu tiên chẳng hạn, đúng không? Là chúng ta ở mức 2, 3, 4 hết. Và trong đấy mức 3 là 5 người, chứ 7-4%. Cái nội dung số 2 là cảm xúc đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của tôi. Thì mức 4 là lên đến 71%. Tâm trạng của tôi ảnh hưởng đến những người xung quanh tôi. Có nghĩa là gì? Không những mình trí tuệ cảm xúc của mình ảnh hưởng đến mình mà mình tác động đến người khác thì nó tốt hay không tốt à? Nó tốt bởi vì mình mạnh thì mình mới ảnh hưởng đến người khác, đúng không? Chứ còn mình đi làm mình buồn thì chả ai quan tâm, mà mình vui thì chả ai ảnh hưởng đến ai, thế thì là cái trí tuệ cảm xúc của mình thấp. Còn mình đi làm ấy, ông ấy đi làm là không khí nó vui, được không? Ông ấy đi làm mà ông ấy buồn là cả phòng buồn. Ông ấy vui là cả phòng vui. Đấy là cái mức độ ảnh hưởng của trí tuệ cảm xúc của họ rất lớn. Còn tốt. Thế thì mỗi người đánh giá ở cái mức 4 này rất là tốt rồi. Trước đây là đa số ở mức dưới đấy. Đây. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã dễ dàng để nói lên cảm xúc của mình rồi. Anh có thằng anh chị là mình là mức 4, tức là mình nói ra cảm xúc của mình dễ lắm. Mà nói ra được thì chứng tỏ là
đúng không? Rồi bước 3 là có hai người. Đấy, bước 2 là chúng ta thay đổi. Có một cái này rất hết sức thú vị là cái này tôi gọi là bí kíp. Là 5 người bước 2. Tức là chúng ta đang 50-50 rồi. Lúc trước là bí kíp, rồi đây không có. Nhưng mà biết rằng bí kíp nó là của vọt. Nổ tháo hết. Và nó nổ ở nhà mình quay chắc. Đây chúng ta phải hiểu đây này rồi. Nhưng mà các bạn không còn. Thấp. Rồi một cái nữa. Là cái nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe này. Là 19 đây. Tôi kiểm soát, thôi thúc những đam mê quá mức và những thứ có thể gây hại sức khỏe của tôi. Trước đây là nó ở dưới đây hết cái gì? Trước đây nó là 012 này hết. Mà không kiểm soát cái này thì rất nguy hiểm, đúng không? Nghiện rượu, nghiện ma túy, nghiện thuốc, vân vân, nó ở đây. Thế các anh chị hiểu được cái này thì mình phải biết rằng nó chỉ nếu mà trước đây mình chưa biết cấp độ giao tiếp thì mình chưa phân ra được giống nhau hết. Thế mình biết là bây giờ phân là ba cấp, đúng không? Cấp 1 là nhiều vô kể, cấp thấp nhất là nhiều vô kể, đừng có sử dụng cái này trí tuệ cảm xúc của đơn vị, đúng không? Mình chỉ có một ít cấp 3 là cái này, cấp 3 là những cái thứ mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến mình thì mình chỉ dùng cấp cao nhất. Thế thì mình phải biết kiểm soát cái này. Đầu lúc mình có điều kiện thì nhiều năm có ý nhiều lắm. Lúc mình về vườn thì mình không thích được cả. Không, mình biết thế. Ốm cái là không thích được nào. Bởi vì nếu mình đi mình đâu nhậu được đâu. Mình đâu có tiền trả đâu. Tôi hướng năng lượng của mình vào các công việc hoặc sở thích sáng tạo. Hay là lời nguyên lời tuyệt đối, đúng không? Nhận thức về cảm xúc xã hội, tôi sẽ tác động quyết định của tôi đối với người khác. Này, có một anh chị nào là đang đạt mức dưới trung bình. Này, tất cả các chỉ tiêu này rồi. Tôi thường có thể hiểu được cảm xúc của người khác. Này, có một anh chị nào là đang rất là dài dạt đến mức một điểm. Và cơ bản là chỉ tiêu tốt hơn. Đây tôi sẽ mở cho các anh chị xem lại bức tranh khi mà cái đầu thế nào thì các anh chị xem. Đây là khối khoa học chúng ta đấy, đầu khoa học thì chúng ta ghép như thế nào. Kết quả đầu khoa học đây. Đầu khoa học. Đây có những chỉ tiêu đầu khoa học là rơi hết về. Sang cái mục
các cái chiến lược. Thế chúng ta ở đây chúng ta đi vào các cái công tình huống cụ thể của các cái anh chị có thể xem sơ các cái khảo sát của các chị đang bị rất là phân mảnh. Và phân mảnh như này thì chứng tỏ là chúng ta áp dụng cũng chưa đúng, chúng ta đọc có thể đọc câu hỏi cũng chưa đúng và đọc tình huống nó không đúng. Nên tôi sẽ đi sâu vào các cái tình huống này để các anh chị nắm lại kiến thức và không có sự phân mảnh như này. Đa số không có câu nào tuyệt đối cả, đúng không? Thế đến cái câu cuối cùng này thì cũng chỉ đạt là có một người là trả lời sang hướng khác. Còn các cái câu này thì đến 2 người, 3 người không chuẩn khớp nữa. Chưa hiểu. Thì chúng ta còn chưa nắm được rõ. Chưa nắm. Thế thì tôi xin cầu cái câu hỏi cho các chị nắm lại. Đây là chiến lược điều tiết cảm xúc. Tập trung vào cái này là mình có thể các chị có thể nó gọi là diễn đi. Chiến lược điều tiết cảm xúc tập trung vào diễn xuất thì xảy ra trước phản ứng cảm xúc hay là xảy ra sau? Sau cảm xúc. Sau cảm xúc. Ở đây người ta nói là trước. Thế thì thực tế có xảy ra trước hay xảy ra sau? Sai. Thế thì câu này trả lời đúng là sai. Sai. Đúng không? Anh chị rõ cái này chưa? Diễn xuất và sau cảm xúc. Diễn tức là phải diễn ra sau, nó xảy ra rồi mới diễn. Đúng không? Cảm xúc nó đã ra rồi. Hãy cứ mà mình mới diễn thôi chứ. Mình diễn ra nó trước cả cảm xúc thì diễn sâu quá. Có kịch bản là cái gì cho nó. Nếu mà biết trước thì diễn là diễn sâu quá. Câu thứ hai là gì? Sao cái này nó bị không có việc thì cứ chỉ trước là ta không làm tính với ta nhiều khi không biết chỉ trước là lý do giờ cái nặng nữa trước là có việc diễn thôi sẽ cứ là sự chơi cái phát diễn bây giờ quay sai quá phải diễn trước rồi phải muốn sai cái thông tin thuộc cái đố luôn vậy là cảm xúc gì xảy ra thì bây giờ trong trường hợp hai này là nên chọn nên chọn không theo đuổi nghề bác sĩ thú y vì cô ấy tin rằng việc nhìn thấy những con vật bị thương sẽ khiến cô ấy khó khăn. Cô này đang sử dụng chiến lược gì? Cô ấy không chọn. Dễ quá rồi đâu bài cho. Cô ấy không chọn tức là cô có những lựa chọn khác. Thì chiến lược là gì? Cứ chọn. Còn cả nước cô ấy chỉ có người đấy thì cô ấy không học cái đấy là cái gì? Đây cô ấy được chọn, đúng không? Là chiến lược là lựa chọn tình huống. Thế thì nó rất rõ lý thuyết rồi. Thực tế rất rõ rồi, nhưng mà chúng ta trả lời là vẫn vẫn sai. Vẫn chưa đúng. Đúng không? Rất nhiều chúng ta phải thống nhất để có một phương án thôi. Đấy, trong những trao đổi thì chúng ta thống nhất nhưng mà tình huống cụ thể nhưng mà đến những câu hỏi thì chúng ta trả lời không thống nhất. Tức là đang có nhiều tiềm năng để phát triển. Câu 2 là câu 3. Gắt đi đang bị khách hàng la mắng thay vì hét lại. Anh ấy xin phép ngừng trò chuyện và dành một chút thời gian bình tĩnh khi rời xa khách hàng. Gắt đi đã sử dụng chiến lược gì? Chiến lược gì đây? Qua đời nhau luôn. Nhiều bài. Qua đời nhau là gì? Điều chỉnh. Không nhớ. Cô đi ngang nữa đi đúng không? Nhiều bài. Điều chỉnh tình huống. Điều chỉnh tình huống khác nhau. Qua ai có đáp án khác không? Nhưng mà cuối cùng chúng ta làm. Là ngang đấy. Xài khác. Rất là phát triển rất là nhiều hướng. Hoang dã. Câu số 4 là nghe đi thích.
Huyết sáo. Cô này cô đang sử dụng, người ta khẳng định là sử dụng chiến lược thay đổi nhận thức. Có đúng không? Tập trung. Cái chỗ này là gì? Là sai. Sai thế thì cô đang sử dụng chiến lược gì? Tập trung. Sử dụng chiến lược gì? Tập trung. Trong bàn có thôi mà. Không thích nghe nhạc thì đi nghe nhạc. Nghe nhạc thì tập trung cho làm việc đó. Rồi ông buồn thì ông nghỉ đấy, cảm giác vui. Nhìn mây để tập trung cho làm việc. Thế thì ở đây Mai đang sử dụng chiến lược gì? Chuyển hướng tập trung. Hãy nghe nghe đảo. Thôi, chứ phải thay đổi nhận thức. Nghe đảo bơi, nghe đảo dưới này, không bị chắc luôn. Đặt này là để cái căng này. Đeo mặt nạ để tỏ ra thân thiện với khách hàng. Cái này dễ quá. Mà mọi người làm không đúng giống nhau rồi. Đeo mặt nạ. Đeo mặt nạ. Biểu lộ cảm xúc. Đeo mặt nạ là gì? Diễn ra bên ngoài. Diễn. Xuất. Xuất trên gì nữa, đúng không? Diễn xuất. Không có diễn xuất. Diễn biểu lộ cảm xúc không? Không. Biểu lộ cảm xúc này. À, diễn bên ngoài. Diễn. Đúng rồi. Tức là diễn là cái từ mình dùng dân gian. Đúng không? Cảm xúc. Biểu lộ cảm xúc. Biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài. Giống như trong cái mức độ cảnh quan hệ của mình, nó sẽ có ba quan hệ để cùng đưa, mình sẽ đưa vô cái
như vậy là nó ở cấp độ cấp 1, cái này nó không có liên quan gì tới mình, mà nó là một cái tổ chức, được thì tôi đi, được thì tôi ở, tôi làm, mà không được thì tôi sẵn sàng đi, đó là chuyện bình thường. Thì nó sẽ rơi vô cái trạng thái là mức độ quan hệ thấp nhất. Đúng rồi, nếu mà người ta sẽ dính vào cái bẫy giống như anh Tài nói, là người ta vô cảnh. Dạ, thì nó sẽ rơi vô tình trạng là một số người sẽ hiểu nhầm, là sẽ rơi vô vô cảm, nghĩa là cái này nó không phải gì là của tôi hết, không cần phải hy sinh, không cần phải đóng góp, không cần phải gắn bó. Nó là một quan hệ trao đổi sản phẩm, được tôi làm, được thì tôi đi, nó không có gì mà phải đắn đo. Nhưng mà cũng có những quan điểm truyền thống mà nghĩ rằng là phải năng ở cấp độ 2 hoặc là tối thiểu 2 lên là cấp độ 3. Vì lý do là con người là một cái động vật cấp cao, mà cái nhận thức, cái cảm xúc là nó sẽ chi phối hết, quyết định hết. Nó là mà muốn để làm được đó thì nó phải là gắn bó, như anh nói, phải gắn bó, phải thấu hiểu, thì nó không phải là đồng cảm nữa, mà là phải đâu thấu hiểu. Mà muốn gắn bó, muốn thấu hiểu thì phải có sự gắn bó, phải đặt cái tình cảm nó lên từ cấp 2, cấp 3 thì nó mới thấu hiểu được, nó mới gắn bó được, nó mới chia sẻ được đó. Thì nó có hai cái quan điểm như vậy. Thì một khi mà nhân viên mà họ gắn bó, họ thấu hiểu với công ty, thì lúc công ty khó khăn họ sẵn sàng, họ đi cùng giống nhau, đó là không có lương có làm không, chỉ có lương chức danh có làm không. Thì nếu mà muốn làm được như thế thì nó chỉ thấu hiểu thì nó mới đi cùng được. Còn nếu không thì người ta sẽ đưa vô cấp độ 1, thì bây giờ tôi làm ở đây chỉ có lương chức danh, trong khi ở nơi khác họ đang mời tôi có đủ lương chức danh, lương hiệu quả thì tôi sẵn sàng đi. Thật ra nó sẽ có hai cái luồng quan điểm mà để đánh giá về vấn đề là xem quan hệ công ty có nên là quan hệ ở cấp cao không, không từ cấp 2 cho tới cấp 3 trở lên không, thì đó là cũng đang chia sẻ. Thì cái này thì trước đây đó, nhiều người lấy cái quan điểm thứ hai là quan điểm quan hệ gia đình là đúng, vì lý do là họ thường hay lấy cái trước đây đó, là điển hình ví dụ cụ thể là công ty là xem như gia đình, thì họ sẽ gắn bó, mà họ sẽ lấy cái chứng minh là gì, tại sao Việt Nam là một cái nước mà gọi là yếu nghèo so với đế quốc Mỹ, đế quốc Pháp, nhưng mà tại sao cái nước thắng được, trong khi những cường quốc thì lại thua sắp mặt, là chính vì lý do là con người thấu hiểu được, nhận thức được, họ mới sẵn sàng hy sinh kể cả tính mạng, cái quý nhất là cái tính mạng, tài sản họ bỏ, thậm chí có những người mẹ mà tiến sĩ 5 người con đều chết hết, vẫn sẵn sàng hy sinh cho những đứa con mà gọi là đứa con sau cùng chẳng phải đi, chồng chết, những đứa con đầu chết, con thì thằng út cũng cho đi luôn. Rồi họ hy sinh tới mức độ mà họ thấu hiểu được đất nước là không có độc lập, trong khi độc lập là không có gì quý hơn độc lập tự do, mà bắt hồn mất câu đó. Và họ thấu hiểu được cái đất nước họ đã mất cái giá trị lớn nhất, và họ sẵn sàng hy sinh. Đó thì ra là cái quan điểm mà nó đang có hai cái sự đối đầu như thế. Thì em cũng chia sẻ với Tùng có thể xem lại cái quan hệ trong công ty là quan hệ gia đình được không? Cảm ơn anh Tài. Chúng ta đặt vấn đề như vậy, mời các anh chị tình huống rất hay, mời các anh chị chúng ta ai muốn trao đổi về cái tình huống này thì chúng ta trao đổi. Nó giống như là một cái tình huống như trong cái bài đó. Mời các anh chị. Và sau đấy thì tôi sẽ tổng kết lại. Hoặc là các anh chị có tình huống nào muốn trao đổi mà cần anh em đây đưa ra cái chiến lược áp dụng đúng lý thuyết này, đưa ra đúng chiến lược để mình xử lý tốt nhất, thì chúng ta trao đổi cái tình huống để qua chơi giúp. Bởi vì mỗi tình huống nó sẽ rất là khác nhau, không có tình huống nào đúng tình huống nào cả. Thế thì không cẩn thận mình áp nó lúc này chứ. Mình áp một người một kiểu là sai, đúng không? Đúng không? Áp mà không đúng là chết đấy. Biết nhưng mà dùng thuốc coi như là biết tất cả các loại thuốc, không, nhưng mà không biết cách dùng là cũng chết. Đấy, thì mời các anh chị trao đổi tình huống.
gái không thì đưa ra để anh em chứ anh em giải pháp đâu. Chỉ tuệ cảm xúc mạnh thì mới giải quyết được vấn đề này, chứ còn IQ mạnh thì vứt đi cũng không tán được gái. Nhiều ông mà bác, nhiều ông giáo sư là đến bây giờ 50-60 vẫn chưa có ạ, thậm chí chưa yêu. Thế tán được gái không, nó là trí tuệ cảm xúc. Em mời các chị thảo luận cái quan điểm của chị. Dạ, đây ta chuẩn bị em chia sẻ cái mức độ tiếp thu của em là qua phần vừa chia sẻ thì em hiểu ở cấp độ mà tôi và anh chị mình xét ở về mặt công ty mình giải quyết cái cảm xúc này là nếu mình giải quyết cảm xúc gia đình đó, thì công việc của mình nó sẽ rất là khó, tại vì gia đình lúc nào mình cũng che chở bảo vệ mình tha thứ. Về công việc đó, nếu mình áp dụng vào gia đình chia sẻ bảo vệ tha thứ thì công việc của mình sẽ chậm trì trệ, không phù hợp. Chúng ta có một cái tình huống nào cần để mọi người giải đáp không? Dạ không. Nhưng mà mọi thứ là làm cho mời các chị khác trao đổi tình huống hiện tại. Em nghĩ là giống như cái tình huống hiện tại, cũng như góc độ nào thì thứ nhất ví dụ như gia đình đi thì nó phải có cái mối quan hệ như là máu mủ à, hay là về công ty với lại là người lao động thì phải có cơ là đó, ví dụ như là nó hữu cơ là nó giống như là cùng sinh rồi cùng kiểu như là gắn bó công ty công chủ hay như dạ, góc độ cùng gì đó này hữu cơ này cùng nhau ấy. Về góc độ công ty nếu mà một cái công ty mà nếu mà để cho người lao động thấu hiểu là vấn đề thì sẽ xây dựng cái văn hóa doanh nghiệp nó thực sự là mạnh mà nó cũng lâu dài. Về góc độ người lao động là phải có thấu hiểu công ty và cũng có thời gian lao động lâu dài hữu cơ được mà nó thấm được cái văn hóa nó mới nâng lên được cái mức hai, thậm chí là nếu mà nó coi như gia đình này, thì là cái văn hóa quá mạnh này thì có thể là mức ba. Còn nếu như hiện tại nếu mà cái công ty văn hóa mà không mạnh hoặc là kiểu như là chưa người đó mới làm hai tháng thì chưa có hữu cơ chưa có gắn bó gì nhiều thì cũng sẵn sàng họ coi kiểu cơm áo là tiền như lại là góc độ gia đình họ mạnh thì họ khi gặp khó khăn thì sẽ hẹn với. Cảm ơn anh Tài. Tình huống của anh Tài thì tôi làm rõ chứ. Và anh Tài là đang tình huống của anh Tài là nó đang ở đây thì nó rất dễ dây chứ đây. Hoặc nó rất dễ lên đây. Đúng không? Nó rửa thì ngã một rát là nó xuống đây. Đúng. Rát thì nó lên đây. Thế thì anh Tài đang đặt ra vấn đề là nên như nào? Nên được không? Đấy, Trần Trân đưa ra quan điểm là nó ở đây là nó phải ở đây, đúng không? Anh Tợi thì đưa ra là nó ở đây là nó ở đây, nhưng mà cái cách là gì? Chúng ta nâng nó lên, tiềm cận đây bằng cách xây dựng một cái văn hóa đủ mạnh. Đấy, đó là các chị khác. Về tiếp nối với Tợi thì em cũng chia sẻ một câu chuyện. Các chị ở đâu đây cũng nghe là một cái doanh nghiệp tổ chức một cái sự kiện thì đến giờ ăn gia đình mà thiếu một tổng đốc thì tất cả mọi người không đủ nhưng mà cái người đến dự người ta lại ngạc nhiên nói tại sao mà phải đợi ông tổng đốc thì tất cả nhân viên nói là trong quá trình làm việc thì không thích ông tổng đốc nhưng có cái nhưng mà phải đợi ông là hỏi mãi phát hiện lý do có nghĩa tất cả cán bộ nhân viên đều quan ngại tình cảm đó lý do là bất kỳ một người lao công hay là một người lãnh đạo cao cấp gì thì bất kỳ sự việc gì trong gia đình của những người thân đó, những người đó thì tổng đốc đều đến chia sẻ và cũng động viên kịp thời anh em nên tất cả mọi người hướng về về tổng đốc. Thì qua cái chuyện này thì em cũng thấy một điều là để phát triển thì cấp độ ba cấp độ này không có cấp độ quan trọng lắm, một doanh nghiệp mà muốn tồn tại phát triển thì cái người lãnh đạo phải khéo léo và chèo chống sử dụng ba cái cấp độ để làm sao để đi vào lòng người nhất và thấu hiểu nhất những một cái diện cờ khởi nghĩa, có nghĩa là khi một cái tổ chức một phát triển có những anh em tao vẫn lao vô biết là những thời điểm đầu là không có lương không có thưởng nhưng họ vẫn cùng tâm cùng ý họ chèo chống
nhưng mà đến thời điểm nào đó có công có thưởng thì họ vẫn làm. Đó là mình kêu gọi cái sự đồng cảm, sự thấu hiểu và sự chia sẻ, cũng như là họ có thể là họ chung một cái mục tiêu. Em nghĩ là vậy. Cảm ơn anh ạ. Một cái tình huống rất hay, và cái tình huống này là tôi đi tôi thấy tổng đêm tổng đến tổng đốc hoặc là chủ tịch đến tôi thấy hoan hết chân về hết nửa ấy. Thế thì rõ ràng là cái câu chuyện của chúng ta phải suy ngẫm, đúng không, và đặt ra cho chúng ta là thế cái trường hợp như anh Nghĩa nói ấy, là nó giao tiếp ở cấp này hay cấp này, đúng không? Rồi mời các anh chị khác. Đấy, các anh chị đều là thầy hết rồi. Thôi chị đứng gọi là tổng hợp. Mình cô gọi bạn Minh đi. Anh Nghĩa tổng hợp được danh sách của cái khóa tôi đào tạo. Kinh phí đào tạo thì chẳng hơi sang quá nghèo. Chúng ta chia sẻ tiếp, đúng không? Sang tuần sau, ngày mai nữa. Anh chị nào tham gia cái khóa đào tạo này. Bởi vì các anh chị cũng có phần trong cái chi phí đấy, đúng không? Có phần trong cái công lao đấy. Rồi mời các anh chị tiếp đi. Tình huống mình đang khó, các anh chị không cứ ngại, chứng tỏ là mình vẫn đang ngại tất cả chia sẻ. Bản thân các anh chị đang gặp một tình huống rất khó, đúng không? Bản thân tôi thấy trong quá trình làm việc thì có rất nhiều những tình huống khó. Mình thấy mình chọn chỗ là tăng là biết ở trên cho thực ra cái gì còn nghe thì là cũng còn nghe, nếu mà xây dựng như quá thì họ rất là lâu đời, rất là chắc mà những cái lời kỷ niệm mà những cái người nghỉ hưu hay là tiền kia là họ đều quay lại họ chỉ là đủ tiền thôi, nhưng mà rất là cảm thấy rất là ấm và rất chia sẻ. Tức là anh đề xuất tuyển dụng Tân là vì cái văn hóa của Tân Giang đi mời mình... chú làm một doanh nghiệp khác là anh cũng đề xuất, mình là phải thường bỏ ra nghe anh đề xuất, chứ không là các bố là định đấy cái này có cái ông này có mình anh đề xuất thôi, còn các ông kia là thiên hướng về mấy cô gái. Là nó đúng như các anh vừa nói, nó phải là sự văn hóa. Dạ em nghe. Mời các anh chị trao đổi. Trao đổi nó lên là như thế nào? Thì dạng của em chiếc xe của bạn. Mời em đi. Dạ, chiếc xe của bạn ta. Dạ, chúng ta chiều chiều quá. Ô, vì những bạn xe chia sẻ đi. Xe ăn để cho mình. Cho đi lên như thế nào? Em sẽ cùng. Cấp độ nào? Dạ. Nó có cái chồng thì sao dạ, thì như là có gắn bó công ty không? Sắp lấy chồng thì nghĩ là công ty thì đây dạ, đúng không? Dạ, tới tháng 4 thì nói vậy mới nhận công ty làm được 1 năm. Mà thật sự là lúc đầu thì cũng nhớ lắm. Là em không nghĩ là em sẽ được nhận về công ty làm tại ngành đóng hộp và ngành du lịch. Cũng chọn nhà khách sạn. Cũng đang làm cho cậu
đấy 25 chỉ cần lấy cái phòng clip clip phỏng vấn này đưa vào này. Có thể lên clip là hot hot luôn đúng không? Đấy mình chia sẻ thực tế từ cán bộ nhân viên, tức là chứng tỏ là văn hóa của chúng ta phải mạnh đúng không? Chúng ta phải có một cái thương hiệu mạnh. Đấy thế thì mời các anh chị khác trao đổi tiếp về cái tình huống của anh Tài là ra. Tức là anh Tài không lo nó ở dưới đây này anh Tài nha. Nó ở dưới đây là không phải rồi, đúng không? Nếu mà chúng ta có một văn hóa mạnh thì chắc chắn nó không phải lời chúng ta. Đấy, bây giờ chúng ta thảo luận nó ở đây hay ở đây thôi. Mời các anh chị tiếp tục. Anh Nam đi. Thế nó lên ở đâu? Đúng không? Ok, em chia sẻ về về việc không gian. Ừ. Dạ, thì lúc mà trước khi người nghiệp vô người kiểm soát không gian thì điều không gian là theo văn hóa là như là gia đình ở mức độ cao nhất của mình là trong công việc của mọi người đó là nhưng là trong gia đình thì mấy anh bán hàng không đạt tín số thì mấy anh khác sẽ kéo bớt ảnh để cho đạt là cả chi nhánh cùng đạt chỉ tiêu. Dạ, nhưng mà khi nhật vô thì văn hóa thay đổi nên trở ở mức mà tốc độ giữa là tốc độ dạ lại không còn có quan hệ trở về đúng cái bản chất rồi đó. Dạ, cái bản chất là anh mà bớt chi tiêu thì anh bớt chịu chứ không có bớt được nữa, nếu mà bớt kéo nữa thì không thể kéo hoài. Dạ, em chia sẻ cái thay đổi như vậy. Cảm ơn anh Tân. Cái này thì tôi kể một cái câu chuyện. Thiếu Lâm tức là có ba ông đi bắt cua, thì hai ông kia là cái giỏ cua là không phải có cái đó, ông Pháp đi Nhật là không phải có cái đó, thế ông đến ở Việt Nam thì giỏ cua là không có cái đó, tức là chỉ có mình cái giỏ không. Thế thì đi quạt nước ngoài ông thấy lạ, ông bảo mà tại sao mà ông không có cái đó này thì cua nó vào nó nhảy ra hết thì thế nào? Thế ông Việt Nam trả lời bảo là cua của bọn tao nó đoàn kết lắm, con nào lên rồi kéo xuống nào. Không lên được. May là ở dưới cầu thang là kéo lên, nhưng mà tưởng là kéo lên, nhưng mà kéo lên có nghĩa là cả đoàn đi xuống. Đấy, còn khi mà trả về đúng bản chất thì nó ở đây đấy. Nó ở đây nhưng mà các chị đừng có nhầm, đừng có nghĩ rằng là thấu hiểu là nó phải trên đây cũng phải. Thấu hiểu nó có nhiều cái cạnh. Thấu hiểu cái gì? Thấu hiểu là thấu hiểu công việc, thấu hiểu trách nhiệm, đúng không? Sẻ chia. Còn ở trên đây nó là bạn này, ở đây là tôi và anh chị, nó phải có một cái ranh nào đấy. Không lấy hư là không xử không kỷ luật, đúng không? Ông Tài mà có một đống nhân viên ở dưới đây mà năm thằng nhân đều đuổi không? Đuổi chứ, đuổi thì có đuổi không? Không, nhưng mà gia đình thì có đuổi không ạ? Gia đình thì tìm cách là bảo bọc, tìm cách là kêu mang, tìm cách cho ca kiện, tìm cách cho nó không tái hiện. Nhưng mà một tổ chức thế thì chết, đúng không? Nên thì chúng ta đừng có nhầm khái niệm là thấu hiểu. Ở đây cũng có thấu hiểu gì? Ở đây cũng thấu hiểu, tức là mình thấu hiểu cái công việc của họ. Ok, họ là công cụ, là phương tiện. Ví dụ như tôi ra bệnh viện, tôi gửi cái thư thì tôi có quan tâm gì đến cái cần phải có cái mối quan hệ gì về cảm xúc với cái người nhận thư không? Đến thì tôi bỏ qua người thư, tôi có quan tâm gì, nhưng
hiểu rằng là cái công việc này nó vất vả, nó nặng nhọc, thì mình ứng xử đối xử nó phù hợp, mình rất nhẹ nhàng, đúng không? Hoặc ra đường thấy người lao công, người ta quét rác, thì nó có liên quan gì đến tôi mà? Nó có liên quan, tôi làm đấy, thì tôi thấy những người đấy tôi thấu hiểu công việc họ vất vả, thức đêm chứ không, đúng không? Đầu tắt là tối, thu nhập thì thấp, thì tôi thấu hiểu công việc của họ, thì tôi sẽ có cách ứng xử. Ví dụ như là gì? À, mình đừng có xả rác ra để họ quét, đấy là thấu hiểu, đúng không? Đấy là thấu hiểu. Mình đừng có bày bừa ra để họ quét, đấy là thấu hiểu. Hoặc là lúc mình giải thì quét cho, quét cái nhà mình cho sạch, quét cái cơ quan mình cho sạch, là đấy là thấu hiểu đấy. Nhưng mà nó phải là cấp độ dưới, đúng không? Mình đâu cần phải xây dựng một cái mối quan hệ